Ja. Viết nền dưới hàm sao không? Tây giờ đua nè. Ok. Speedrun đi. Kêu nhà hàng speedrun. You need to run. Nếu như chú là một người nào nổi tiếng nào đó, người mẫu trên mạng ba vòng nảy nở đầy đủ thì biết lần nữa, nếu if it's possible. Ở đây chơi cười với anh này. Tôi đi được một khoảng xong nó đẩy tôi về lại điểm xuất phát thôi. Ở đây chúng tôi không làm thế. Nội mẹ ở nhà bao việc. Đi ra, nhà bao việc. Tôi có tưởng là mình hay, tưởng mình biết clip rồi. Đang thui luôn. Má giờ cày KPI phóng rồi. Thì xong này chú đi mua đi. Nó tôi đợi. Genshin tôi vô là tôi ngứa tay chứ. Cho nên để dành cho nhân vật sau. Tôi còn 10 lần quay nữa, chắc chắn là nhân vật đó luôn, phải có bảo hiểm. Chidori. Nhân vật mới Chidori. Nhà thiết kế thời trang của bên Inazuma. Còn đó nhân vật hệ nham tôi không quay. Còn nó không ngon lắm nên không quay.
Dựa trên tính hữu dụng á. Độ waifu thì không nói. Waifu không có thuộc cái gu của tôi. Tôi cố tình để được thôi nè. Giờ đi chơi cái thử đi tới là thấy có cho mình nữa. Chạy ghê. Một con này nè. Hai con nữa. Ra hơn con nữa. Nó cái gì đồ hồn di chủ chứ má nó ba phải ないや、お手に入れた。移動途中。これを切り上がれ。 Sugoi, sugoi. Đó. Kiếm 36 ngon nè. Kiếm trên tầng không? Rồi, lấy con gnome đi tiếp nào. Ready? Ừ.
Tiếp theo nào, tiếp theo nào. Ủa, thằng nào vậy? Đường này à? Nó còn người nơi hôm nay nè. Ồ. Ồ. Thì ta bán trên đây. Ơ. Ủa, nó dính lên hả? Lỡ tôi. Đây là skip trên đua bất chấp nhà bao Việt. Hello Tang. Nhiều. Muốn bắt người ta hả? Không dễ đâu con. Còn nó bắt được rồi. Cứu tôi, cứu tôi. À, cái tội gây bẩn. Đi tiếp nào. Đi thôi. Có nhiều máu lắm. Đua nào. Ok. Chết thôi chôn. Ừ, có trời. Qua rồi đó. Yeah,
Chạy thôi. À, hư cấu thử. Rồi hết máu mẹ. Biết mấy phút rồi. Có lẽ cái hình Ronon lớn đó, nó phải đổi hình con Banuru vậy. Yunshin còn con gì không lẽ đi quét mới. À, đùa tới đâu hay tới đó vậy. À không phim. Còn là tóc ấn nhiều cho bên mình trời. Hỏi chưa sang xong.